Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố với quận Sơn Trà về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sau khi chuyển trạng thái thích ứng, từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội quận Sơn Trà phục hồi với nhiều chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã vượt gần 30% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách đến nay đạt hơn 701 tỷ đồng, vượt hơn 28% dự toán thành phố giao cả năm 2022. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp với khoảng 39,6%. Riêng vốn giải tỏa đền bù đạt 74,6%. Các mặt công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Quận Sơn Trà cũng đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị bước đầu theo đúng quy định. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị quận Sơn Trà đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại quận Sơn Trà, nêu rõ những khó khăn vướng mắc từ thực tế cần tháo gỡ để thành phố có hướng giải quyết phù hợp, tạo thuận lợi cho sự phát triển của địa phương.